Tên năm thánh du xe giáo hội việt nam cử hành năm kính thánh du xe năm nay kỷ niệm 150 năm ngày đức giáo hoàng bio thứ 9 tuyên bố thánh du xe là người bảo trợ giáo hội hoàng vũ vào ngày 8 tháng 12 năm 1870, Đức Giáo Hoàng Phan Xì Cô cho biết đại dịch coronavirus khiến Ngài càng thêm mong muốn suy ngẫm về Thánh Du Xe vì có rất nhiều người trong đại dịch đã âm thầm hy sinh để bảo vệ những người khác, giống như Thánh Du Xe đã âm thầm bảo vệ và chăm sóc mẹ Maria và Chúa Giêsu. Chúng ta cùng điểm qua vài việc tôn kính Thánh Du Xe trong năm Thánh này. Theo biên bản của Hội đồng Việt Nam, tất cả giáo sứ trong các giáo phận đều dâng lễ và làm việc đạo đức kính Thánh giuse Giáo phận Bà Rịa tổ chức trực tuyến giờ kinh kính Thánh giuse vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2021 trong tài liệu hướng dẫn suy niệm giờ kinh cha An Nguyễn Văn Độ giúp cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh người cha yêu thương nơi Thánh Du Xe giáo phận Đà Nẵng thông báo thánh lễ trọng thể kính Thánh Du Xe tại nhà thờ Tránh Tòa vào lúc 5 giờ 30 ngày 1 tháng 5 năm 2021 trong buổi cử hành gồm kiệu rước tôn vinh Thánh Du Xe trọng thể và Thánh lễ Kính Thánh Du Xe tại Tiền Đường Nhà Thờ Tránh Tòa. Giáo phận Com Tum với chương trình Tuần Cửu Nhật tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Mang Đen Kính Thánh Du Xe. Tuần Cửu Nhật bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021. Buổi sáng lần chuỗi lúc 9 giờ và Thánh lễ lúc 10 giờ, buổi chiều lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 15 giờ, và buổi tối Chầu Thánh Thể lúc 19 giờ 30. Giáo phận Phú Cường. Đức cha Du Nguyễn Tấn Tước phổ biến kinh cầu xin thánh Du trong năm thánh Du Kinh này lấy ý tưởng từ tông thư Patris Corte của Đức Thánh Cha Francisco. Giáo hội Công giáo tôn kính thánh Du là cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngài được gọi là vị thánh bảo trợ của giáo hội Hoàng Vũ. Ngài cũng là người bảo trợ cho công nhân, cho các người cha, cho mọi người được ơn chết lành xin chúc cho giáo hội việt nam gặt hái được nhiều ơn lành của chúa trong năm kính thánh như xe này